Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin sẽ không đầu hàng. Ukraine đã từ chối tối hậu thư của Nga về Mariupol. Thành phố Mariupol đã bị Nga nã đạn trong nhiều tuần và tình trạng của người dân bị mắc kẹt thật thảm khốc. Moscow hiện đang kêu gọi các lực lượng vũ trang Ukraine trong thành phố này hạ vũ khí vào sáng thứ hai. Đây là tối hậu thư được đưa ra, chưa biết sau đó Nga sẽ tấn công thế nào nếu như lời đầu hàng không được chấp nhận. Đây là hình ảnh dòng người di tản khỏi thành phố Mariupol của Ukraine. Giới lãnh đạo của Ukraine đã dứt khoát bác bỏ tối hậu thư do quân Nga đưa ra. Bà Phó Thủ tướng Irina nói trên tờ báo Ukraine Pravda vào sáng sớm hôm nay rằng sẽ không có đầu hàng, không có hạ vũ khí, điều này đã được thông báo cho phía Nga. Thay vào đó, bà yêu cầu quân đội Nga mở một hành lang nhân đạo cho thành phố cảng sầm uất trên biển Azo này. Vào tối Chủ nhật, Nga cũng yêu cầu quân đội Ukraine ở Mariupol hạ vũ khí và rời thành phố vào sáng thứ hai. Vì mục đích này, hành lang nên được thiết lập trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 12 giờ tối theo giờ Moscow. Thiếu tướng Mikhail cho biết, theo cơ quan nhà nước Nga, hãng thông tấn TASS chia sẻ. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như rất thất vọng về một chiến thắng chớp nhoáng đã không được diễn ra và với thiệt hại ngày một lớn đối với Nga, trên 7.000 lính Nga đã chết, 12.000 lính bị thương và hàng trăm phương tiện đã bị phá hủy, bốc cháy. Nga đã đệ trình một kế hoạch cho Ukraine. Theo đó, tất cả các đơn vị vũ trang của Ukraine nên rời khỏi thành phố mà không có vũ khí và đạn dược dọc theo tuyến đường đã thỏa thuận với Ukraine. Nga cương quyết yêu cầu phản hồi chính thức bằng văn bản từ Ukraine đối với các đề xuất vào sáng sớm thứ hai, lúc 5 giờ sáng theo giờ Moscow. Cuối cùng, quân đội Nga đã gửi cho phía Ukraine một bức thư dài đến 8 trang. Mariupol là một thành phố cảng lớn cuối cùng trên biển Azov dưới sự kiểm soát của Ukraine. Hơn 2.100 cư dân của thành phố đã chết kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, theo chính phủ Ukraine. Giới ngoại giao đánh giá, sau khi rời thành phố này, họ cho rằng đây sẽ giống như một Stalingrad tại Nga Liên Xô trước đây để nghiền nát quân Nga. Đây là hình ảnh phương tiện chiến tranh của Nga bị vứt bỏ khắp nơi tại Ukraine. Người dân thường kéo về làm chiến lợi phẩm. Chỉ cần mở một hành lang, thay vì lãng phí thời gian của bạn trên 8 trang thư, chỉ cần một hành lang, Freshchuk trích dẫn từ câu trả lời của cô cho đối thủ. Theo thông tin của Nga, hiện có 130.000 dân thường tại thành phố Freshchuk, trước đó đã thông báo rằng có khoảng 50 xe buýt sẽ khởi hành đến Mariupol để sơ tán vào thứ hai. 3.985 người rời thành phố vào Chủ nhật trên khắp đất nước và 7.295 người đã có thể rời khỏi các thành phố đông đúc. Hội đồng thành phố Mariupol gần đây đã cáo buộc Moscow đưa thường dân đến Nga trái với ý muốn của họ. Đến lượt mình, Ministel cáo buộc Kiev cũng giữ dân thường ở Mariupol làm con tin. Theo thông tin từ Nga, hơn 16.400 người từ hai nước tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk đã được đưa đến Nga vào Chủ nhật. Không nhất thiết phải tự nguyện như người đứng đầu tình nguyện thuộc khu vực Donetsk, Ukraine, Pablo tố cáo. Trong các trại đặc biệt, điện thoại của họ sẽ bị khám xét và họ sẽ phải giao nộp hộ chiếu Ukraine. Hơn 1.000 người đã bị bắt cóc. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng của Ukraine Irina bác bỏ lời đề nghị đầu hàng từ phía quân xâm lược Nga. Đây là một đòn tiếp nữa giáng vào quân đội Nga khi người dân Ukraine cương quyết đứng lên cầm vũ khí bảo vệ tổ quốc của mình. Theo tờ báo Pravda, nữ phó thủ tướng này cho biết hàng chục trẻ em đã bị bắt cóc từ các trại trẻ mồ côi đến Nga. Thông tin này không thể được kiểm tra một cách độc lập. Tuy nhiên, theo báo cáo từ một nhà điều viện dưỡng hôm Chủ nhật, 19 trẻ em đã được đưa từ một bệnh xá ở Mariupol và đưa đến thành phố Donetsk do Khe Ly Khai, thân Nga, kiểm soát. Mariupol là thành phố cảng lớn cuối cùng trên biển Azov dưới sự kiểm soát của Ukraine. Hơn 2.100 cư dân của thành phố đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu từ ngày 24 tháng 2.
theo chính phủ Ukraine chia sẻ. Kính mời các bạn xem bản tin ô nhục thay vì chiến thắng, chiếc áo khoác trị giá 1,4 triệu rúp không cứu được Putin khỏi thất bại. Lẽ ra phải là một màn trình diễn đáng mừng, nhưng khi Vladimir Putin đang phát biểu trước công chúng vào hôm thứ Sáu, bài phát biểu của ông kết thúc trong sự thất vọng tuyệt đối. Thay vì bệnh hoạn, sự kiện chỉ khơi dậy sự xấu hổ của người dân đối với Putin. Đây là hình ảnh Putin xuất hiện tại sân vận động Luzhniki ở Moscow để kỷ niệm 8 năm ngày chiếm đóng bán đảo Crimea của Ukraine. Đã lâu rồi, ông Vladimir Putin mới xuất hiện trực tiếp ngoài trời trước công chúng. Ông chủ điện Kremlin đã sống cô lập suốt 2 năm và chỉ xuất hiện trước công chúng vào một số dịp nhất định. Nhưng vào thứ Sáu, chật cứng người trong sân vận động Luzhniki ở Moscow, Putin đã bước lên sân khấu và trình bày những gì ông tưởng tượng sẽ là một bài phát biểu chiến thắng. Mặc dù hiện nay thông tin từ chiến trường tại Ukraine ngày một xấu, với sự chết chóc của hàng chục nghìn lính Nga và các tướng tử nạn, nhưng sự kiện được cho là kỷ niệm ngày sát nhập Crimea nhanh chóng đã biến thành một sự xấu hổ khi ông Putin đang nói dở câu thì buổi phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình nhà nước của Nga bất ngờ bị ngắt quãng mà không nêu lý do. Thay vào đó là những hình ảnh ghi lại tại buổi biểu tình hòa nhạc đang trình diễn vì toàn bộ sự việc đã được thu từ trước. Cuối cùng không có bất kỳ bình luận nào, phòng thu truyền hình chuyển sang một chương trình trò chuyện chính trị, tuyên truyền và thay cho Putin phát biểu. Trình chiếu các tên lửa được bắn ở Ukraine, nói là để bảo vệ người dân thường. Đó là cách nếu người ta theo dõi tường thuật tại Điện Kremlin thấy rất rõ. Đây là hình ảnh Putin cho điều lực lượng khổng lồ gần 200.000 quân lính Nga tràn sang xâm lược Ukraine, bắn giết dân lành và tàn phá các thành phố ở đây. Đột nhiên, Vladimir Putin đã ra đi. Trong một giờ tiếp theo, những nhân viên của đài truyền hình số 1, đài truyền hình nhà nước lớn nhất của Nga, đã cố gắng thể hiện để đưa màn hình trình diễn của vị tổng thống anh hùng của họ lên sóng, nhưng không thành công. Trong khi đó, đám đông đổ xô ra khỏi sân vận động, không thấy bóng dáng của Putin đâu nữa. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov viện dẫn các vấn đề về kỹ thuật là lý do khiến buổi truyền hình trực tiếp bị gián đoạn. Và đã xảy ra trục trặc trên máy chủ, đấy là câu hỏi được đặt ra. Những suy đoán về khả năng phá hoại nhanh chóng trở nên rầm rộ, nhưng bất kể có sự cố hay do phá hoại, thì sự kiện này đã biến thành một thất bại của tuyên truyền tại Điện Kremlin đối với nhà độc tài Putin, người đã đem đến cái chết của hàng ngàn người dân Ukraine trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, v.v. đã bị Putin cho chặn lại vì sợ người dân Nga biết được thông tin sự thật về cuộc chiến xâm lược của Nga đang diễn ra tại Ukraine. Không phải ngẫu nhiên mà những người tổ chức sự kiện gọi những buổi như thế này là Putin. Từ này là sự kết hợp giữa Putin và meeting mà từ lâu đã trở thành một thuật ngữ được thiết lập chỉ để các cuộc meeting được kêu gọi theo yêu cầu của ông Putin mà thôi. Có thể thấy rằng 200.000 khán giả được lùa đến sân vận động cả ở bên trong và bên ngoài theo đúng nghĩa đen. Toàn bộ lực lượng lao động của các nhà máy, công chức, sinh viên từ các trường học ở Moscow, tất cả đều có mặt tại Luzhniki và đã được hướng dẫn như nhiều video và lời kể cho thấy như vậy. Đây là cách mà các nhà độc tài ở các nước vẫn thường sử dụng để tự tuyên truyền và khoe mẽ cho mình. Khối lượng lớn khán giả trong sân vận động ở Luzhniki của Moscow đã được tổ chức cẩn thận và chúng tôi được đưa lên xe bus và được đưa đến đây, một phụ nữ nói ngắn gọn khi nhóm của cô hỏi tại sao cô lại tham gia chương trình tuyên truyền này. Và 500 rúp cùng với xúc xích cùng cháo. Đây là hình ảnh các phóng viên của Nga trưng biểu ngữ trên đài truyền hình nhà nước số 1 của Nga phản đối cuộc chiến xâm lược của Nga vào Ukraine. Điều này đã gây bất ngờ cho nước Nga và toàn thế giới. Thực đơn này đã được biết đến trong nhiều năm, sinh viên bị đe dọa hủy thi, công chức và người lao động bị đe dọa sa thải để thuyết phục họ phải tham gia vào các chương trình Putin. Tuy nhiên, những người khác thì được trả tiền
và thứ Sáu, các lời nhắn nhở đã nhanh chóng xuất hiện trên trang Internet. Những người tham gia buổi Putin này được hứa rằng sẽ thưởng 500 rúp, ăn 2 xúc xích và một bát cháo miễn phí. Một số nhanh chóng thất vọng với phần thưởng của họ. Hóa ra là phân phối cháo lúa mạch, một trong những loại cháo rẻ nhất hiện nay ở Nga. Ví dụ trong đoạn ghi âm này, người ta có thể nghe thấy một người phụ nữ phản ứng đến mức không thể tin với cháo lúa mạch đem ra làm phần thưởng như thế được. Và dư luận cho thấy rằng ông Vladimir Putin cùng với chiếc áo khoác đặc biệt của mình như thế nào. Đây là hình ảnh ông Putin đả kích các nước dân chủ và tự do nhưng vẫn thích mặc những chiếc áo khoác của các nước tư bản này sản xuất với giá lên tới 12.000 euro cho một chiếc áo khoác đó. Vì vậy, người dân đang được ăn cháo lúa mạch. Putin đã mặc một chiếc áo khoác từ nhãn hiệu hàng xa xỉ của Ý là L'Oréal với giá tới 1,4 triệu rúp. Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, nó tương đương với khoảng 12.150 euro một chiếc áo khoác. Trang phục này không thực sự phù hợp với tư tưởng yêu nước giả tạo mà Điện Kremlin đang giao giảng cho các thần dân của mình. Nhiều người Nga bị sốc trước những hình ảnh từ sân vận động. Một người dùng viết trên trang tweet rằng: "Tôi không muốn sống ở đất nước này, nó thật tệ, không có gì vô đạo đức hơn hàng chục nghìn người ở Luksikini này. Anh ta không muốn hiểu và nhìn thấy những người này bán lương tâm của họ để lấy một cái chăn miễn phí và một chiếc xúc xích." Và những người khác buộc phải so sánh Đức Quốc xã và Adolf Hitler khi nhìn vào bức ảnh. Họ nói, ngay bây giờ ở Luksikini là mô tả đơn giản của bức tranh này. Ô nhục thay vì chiến thắng, chiếc áo khoác trị giá 1,4 triệu rúp không cứu được Putin khỏi thất bại.